Lại một lần nữa, Xiaomi chơi lớn và khiến cho anh em đam mê công nghệ phải trầm trồ với những thông số cực kỳ khủng của những chiếc điện thoại sắp được ra mắt vào ngày 28 tháng 10 tới đây, đặc biệt là phiên bản Pro Plus của dòng Redmi Note 11 Series. Chính họ đã xác nhận rằng những viên pin của chúng ta sẽ được chia làm đôi với dung lượng 4.500 mAh, kèm đeo sạc nhanh 120W và mức giá chỉ loanh quanh khoảng À, mình chưa có lên những cái video tin leak hay là gì đấy về những cái dòng này cả Bởi vì uh, chưa có gì là chắc chắn 100% và mình cũng rất là ngại bị chọc quê Thế nên là mình cũng sẽ đợi đến khi nào chúng ta có những thông tin chính thức và đến ngày hôm nay Mặc dù là chưa có nhiều những cái thông tin nhưng mà chúng ta đã được Xiaomi xác nhận rằng những cái sản phẩm Redmi Note 11 Pro Plus mới nhất sẽ có một cái sạc nhanh 120W ở trên viên pin 4500mAh Chỉ có một điều là mình chưa chắc chắn 100% đó là liệu nó có về Việt Nam chính thức hay không Bởi vì các bạn biết rằng là mấy con kiểu Redmi Note 10 Pro 5G của năm ngoái là họ sẽ đổi tên và họ về sau Thế nên là chưa chắc cái con Redmi Note 11 Pro Plus này đã về luôn trong đợt này đâu Nhưng các bạn cứ yên tâm Việt Nam luôn luôn là nơi mà các bạn có thể mua hàng sách tay được và Mi Club là một trong những địa chỉ như vậy, một uh, gọi là một câu lạc bộ đi, dành cho những anh em mà đam mê Xiaomi chẳng hạn. Từ xưa đến nay, Mi Club luôn luôn đồng hành với chúng ta ở những sản phẩm như vậy và đặc biệt trong thời gian sắp tới, nếu các bạn uh, đồng hành của chúng mình đạt được cột mốc là 500.000 subscribers thì chắc chắn là các bạn sẽ có được nhiều những cái phần quà hơn. Và lần này mình bật mí cũng là một chiếc Redmi nhưng giá trị chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với con Redmi Note 8 Pro mà mình đã từng giveaway cho các bạn. Thì các bạn hãy ủng hộ họ bằng cách là theo dõi họ ở trên trang Shopee của họ nha. Mình sẽ để đường link ở trong phần game comment. Và quan trọng nhất ở trong thời dịch này đó là nếu các bạn mua hàng online thì cái việc ship hàng nó rất là quan trọng. Thì các bạn đừng quên là Low Ship là một trong những đơn vị như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể tải ứng dụng Low Ship về ở trên Android, ở trên iOS. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí giao hàng nhanh trong một giờ và thậm chí là có rất nhiều chương trình free ship à, kết hợp với cả những sàn thương mại điện tử các bạn mua bất cứ thứ gì chuyển bất cứ thứ gì cũng được Điểm mình muốn nhấn mạnh ngày hôm nay đó chính là những cái thông tin chính thức về những cái phiên bản uh, Xiaomi à không, chỉ là Redmi Note 11 Pro Plus mà thôi. Toàn bộ những thông tin khác liên quan đến uh, Note 11 cơ bản và Note 11 Pro thì hiện tại chưa được xác nhận quá là nhiều. Thế nên chúng ta sẽ chỉ nói về những thông tin liên quan đến sạc nhanh và con chip thôi nha. Với Redmi Note 11 Pro Plus chúng ta sẽ có hai cái khả năng siêu đỉnh đó là sạc nhanh 120W kèm theo một con chip Dimensity 1200. Các bạn đều biết rằng là Xiaomi họ tối ưu sạc nhanh như thế nào. Với những cái phiên bản uh, Xiaomi 11T Pro ấy, sạc nhanh 120W sạc trong vòng 17 phút là đầy khoảng 100%. Thì với viên pin 4500mAh được chia đôi thành 2 cell ở trên chiếc Redmi Note 11 Pro Plus thì mình nghĩ rằng cái thời gian này nó sẽ còn được giảm đi đáng kể hơn nữa cơ và giúp cho chúng ta có một cái thời gian sạc nó rất là nhanh. Cá nhân mình thì rất rất hóng cái thời gian sạc này và không biết là trên cái phiên bản Pro Plus nó sẽ ra sao. Nhiều khả năng chúng ta sẽ có màn hình tấm nền AMOLED và đây sẽ là màn hình 120 Hz và tất cả đó gói gọn lại ở một mức giá nếu các bạn quy đổi ra ở cái phiên bản min option bao tiền ạ khoảng 7 đến 8 triệu đồng một mức giá quá là tuyệt vời mình không biết là con này có về Việt Nam hay không nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi bởi vì mức giá này nó là quá tốt rồi Các bạn có mua sách tay đi chăng nữa thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không bị hớ đâu Tất nhiên là chúng ta vẫn phải chờ cái phiên bản chính thức Nhưng rõ ràng là với những cái mạnh mẽ ở phía trên Con chip, tốc độ sạc, màn hình nó đã khiến cho mình rất là hóng rồi và không biết là khi về Việt Nam thì nó có thực sự được như vậy hay không chúng ta vẫn còn phải chờ các bạn nhá hiện tại thì chúng ta mới chỉ có những thông tin chính thức như vậy thôi và bởi vậy nên chúng ta sẽ cùng đá qua xem là những cái phiên bản Redmi Note 11 series mới nhất của chúng ta sẽ như thế nào nha đặc biệt là chúng ta sẽ có sự thay đổi về hình thức á à, có nghĩa là mọi năm thì chúng ta sẽ thấy là bo tròn này rồi là vắt cong này rồi là bo cong này vân vân nhưng năm nay chúng ta sẽ quay trở lại với thiết kế vắt phẳng không biết là có phải do hãng A nào đó hay không mà hết Oppo đến bây giờ đến uh, Xiaomi, Redmi cũng như vậy Họ có công bố là cái phần viền của chúng ta sẽ chỉ dày là khoảng 8,34mm mà thôi Nhưng cái nên mình nghĩ đây là một cái độ dày nó cũng không phải là mỏng lắm đâu Và mình không biết là nó có thực sự cấn tay hay không Bởi vì nếu như các bạn nhìn vào những hình ảnh mà họ cũng có leak ra Hoặc là chính họ cũng đã confirm Thì nhiều khả năng cái ngôn ngữ thiết kế này nó sẽ tương đồng với những con Xiaomi Pad 5. Có nghĩa là nó sẽ không thực sự là ôm tròn đâu. Các bạn lưu ý này với những con iPad Air 4 hay là những con Oppo Reno 6 nhá. Mặc dù họ làm vắt phẳng nhưng mà vẫn sẽ có những cái đường uh, cong để giúp cho các bạn ôm tay hơn. Nhưng nếu như các bạn nhìn vào hình ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó khá là tương đồng với những cái ngôn ngữ thiết kế của những cái dòng điện thoại Xiaomi ở dưới phân khúc khoảng 7 triệu đổ xuống ấy. Có nghĩa là phần uh, viền này nó sẽ nhô ra một chút. Phần mặt lưng sẽ gồ lên một chút Và đặc biệt là phần màn hình nó sẽ nhô lên một chút Đúng theo kiểu những con máy giá rẻ của Xiaomi vẫn làm ấy Thì cá nhân mình mong rằng cái trải nghiệm thực tế nó sẽ thật là tốt Vậy với những thông số chi tiết hơn thì sao Đây là tin được click ra thôi nhá Toàn bộ phần này và phần trên là không liên quan đến nhau này Với con Redmi Note 11 thì chúng ta sẽ có màn hình 6.5 inch Tấm nền chỉ là IPS LCD mà thôi Với tần số quét là 120Hz Và đây sẽ là một con chip hoàn toàn mới Mediatek Dimensity 810 <laughs> Các bạn nghe có thấy lạ không ạ? Và chúng ta sẽ có camera selfie 16MP Camera mặt lưng hai cái thôi 50MP và 2MP Pin 5000 mAh và sạc 33W Cái mức giá rẻ nhất của chúng ta sẽ là 1000 200 Nhân dân tệ Redmi Note 11 Pro Sẽ có một vài sự nâng cấp hơn Chúng ta sẽ có màn hình flat AMOLED full HD cộng 120Hz Và đây sẽ lại là một con chip mới Mediatek Dimensity 920 Chưa biết là có 5G hay không có 5G Camera thì cũng sẽ được nâng cấp lên 108MP và các bạn sẽ được kèm thêm 8 megapixel ở cái camera góc siêu rộng và 2 megapixel nhiều khả năng sẽ là camera đo độ sâu trường ảnh. Pin thì nhiều khả năng sẽ là 5000 mAh nhưng có sự khác biệt nhỏ nhỏ là sạc của chúng ta nhiều khả năng sẽ chỉ là 67W mà thôi. Và nhiều khả năng Redmi Note 11 Pro sẽ có mức giá từ khoảng hơn 6 triệu. Redmi Note 11 Pro Plus sẽ là hơn 7 triệu. Đều là những mức giá mình nghĩ là rất dễ chịu rồi. Và ở thời điểm hiện tại bạn nào đang bạn muốn mua máy thì đây là những sản phẩm mà các bạn nên mong chờ rất là nhiều. Như vậy trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về những cái tin mới nhất, những cái hình ảnh mới nhất của Redmi Note 11 series, đặc biệt là chiếc Redmi Note 11 Pro Plus với hàng loạt những thông số khủng bố với mức giá nhiều khả năng sẽ chỉ từ 7 đến 8 triệu mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng cầu mong rằng nó sẽ về Việt Nam theo dạng hàng chính hãng đi. Nhanh lên cho anh em sinh viên học sinh còn có cái mà được nhờ.